chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, đã một tháng đạo luật nông trại hay còn gọi là Farm Bill của Mỹ chính thức được áp dụng. Theo đó thì Farm Bill đang tăng cường kiểm tra sản phẩm cá tra nhập khẩu từ quá trình nuôi cho đến sản xuất và chứng nhận lô hàng. Đạo luật này được đánh giá là một quy định rất khắt khe sẽ khiến con cá tra vào Mỹ vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chật vật. Vậy cụ thể những quy định khắt khe đó là gì? Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam quan ngại như thế nào với những quy định của Farm Bill? Câu trả lời sẽ có trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Trước tiên, mời quý vị cùng tìm hiểu những thay đổi trong quy định kiểm tra các lô hàng cá tra nhập khẩu của Farm Bill qua phóng sự ngay sau đây. Kể từ ngày 2 tháng 8, đạo luật nông trại đã chính thức được áp dụng sau gần 10 năm được Bộ Nông nghiệp Mỹ đề ra. Thời hạn này đã được Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ bất ngờ đẩy lên trước một tháng, thay vì từ ngày 1 tháng 9 như dự định ban đầu. Theo đó, nội dung của đạo luật đã chính thức được triển khai cho tất cả các lô hàng cá da trơn nhập khẩu vào thị trường này. Thì ngày 1 tháng 9 sẽ là cái ngày kết thúc của giai đoạn chuyển tiếp, và như vậy tất cả các lô hàng cá tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ sẽ được kiểm soát 100% bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ thay vì FDA như trước đây. Tuy nhiên thì do một số các cái yêu cầu liên quan thì trên cơ sở thì từ ngày 2 tháng 8 năm 2017 thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp dụng cái chương trình này sớm hơn một tháng. Cái việc mà Mỹ đẩy nhanh cái thời gian mà áp dụng cái việc thanh tra cá, sản phẩm cá như cá tra trơn vào Mỹ á, thì nó gây biến động về tâm lý rất lớn. Cái việc mà phía Mỹ làm sẽ tiến hành lấy mẫu ra sao về đối với tất cả các lô hàng sang Mỹ, rồi kiểm những chỉ tiêu gì, thời gian bị động lại khoảng bao nhiêu, tất cả những chuyện đó trong tháng 8 thì diễn ra. Một trong những thay đổi cơ bản khi triển khai Farm Bill đối với cá da trơn của Việt Nam đó là Mỹ thực hiện kiểm tra 100% các lô hàng thay vì kiểm tra xác suất như trước đây. Theo đó, nếu phát hiện ra lô hàng của doanh nghiệp nào vi phạm về an toàn thực phẩm, với Mỹ sẽ lập tức bắt buộc 100% các lô hàng sau của doanh nghiệp đó phải lấy mẫu phân tích trên 85 chỉ tiêu về kháng sinh và 106 chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật. Không chỉ vậy, với quy định này, tất cả các lô hàng cá tra nhập khẩu vào Mỹ sẽ được Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện kiểm tra tại các cơ sở kiểm tra nhập khẩu chính thức, gọi tắt là Ice House, tức là các kho chứa được Mỹ chỉ định thay vì doanh nghiệp tự chọn như trước đây. Như là nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu sẽ không thấy an tâm, vì không biết là vào thời điểm nào là còn sẽ có những cái phán quyết mà nó có thể gây ảnh hưởng tới cái hoạt động kinh doanh của mình. Thành ra nó sẽ gây những cái tác động tiêu cực trên thị trường khi mà thị trường cảm thấy không có an tâm về mặt phát triển lâu dài. Điều đáng nói hơn, ở sự khắt khe của đạo luật này chính là quy định tất cả các khâu nuôi cá, vận chuyển, chế biến ở Việt Nam phải tương đồng với nuôi cá ở Mỹ. Chẳng hạn, người nuôi cá ở Mỹ khi thu hoạch thì vận chuyển cá bằng xe tải để về nhà máy chế biến. Nếu tương đồng thay vì vận chuyển bằng ghe thì doanh nghiệp Việt Nam cũng phải sử dụng xe tải để chở cá. Điều kiện về tương đồng thì bắt buộc những cái nhà máy mà xuất khẩu sang đó phải đáp ứng. Và điều kiện thứ hai là trong đó nó phải đảm bảo cái tiêu chuẩn về vi sinh, kháng sinh, thuốc trừ sâu. Thì đó là những cái điều kiện quy định cũng hơi là rất là nghiêm ngặt. Kiểm tra cái điều kiện sản xuất tương đương giữa Việt Nam và Mỹ thì còn là một chuyện nữa. Tức là mới lô hàng thôi, còn bây giờ còn điều kiện sản xuất và điều kiện ứng dụng các cái quy định kỹ thuật mà có liên quan đến cái an toàn thực phẩm về cho cá ăn này, nuôi cá này, làm sạch ao này, rồi vấn đề quản lý nước này, vấn đề về thu hoạch cá này, vấn đề về vận chuyển cá này, vấn đề chế biến. Không chỉ vậy, khi Farm Bill được thực thi, đạo luật này buộc doanh nghiệp phải dán nhãn theo quy định của Mỹ. Hàng đến cảng phải xếp đúng quy định, các tấm pallet phải được sắp xếp thẳng hàng từ trên xuống dưới để Bộ Nông nghiệp Mỹ dễ dàng kiểm tra, và hàng phải đưa vào kho hải quan để kiểm tra chất lượng, đóng dấu trước khi đưa đi. Trong khi đó, trước đây, doanh nghiệp được sử dụng bao bì, logo, nhãn mác của nhà nhập khẩu và công đoạn đóng bao bì được thực hiện ngay tại nhà máy. Vấn đề là cái bảo hộ mậu dịch, hay nói cách khác tức là một cái sự tác động từ phía các cái nhà nuôi cá da trơn của Hoa Kỳ muốn tạo ra một cái rào cản khá lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc tiếp cận vào cái thị trường này đối với sản phẩm cá tra. Cái việc mà áp dụng một cái sản phẩm chuyên biệt bởi một cái cơ quan mà lâu nay họ chưa có đủ cái kinh nghiệm về vấn đề thủy sản thì điều đó cũng là một cái điều trở ngại. Quan trọng hơn,
Trước đây, thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chịu sự quản lý của Cục Quản lý An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, thì nay chuyển sang Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong khi năng lực kiểm tra của hai cơ quan này khác nhau, do đó sẽ gây ra những tác động không mong muốn. Thế cho nên, nhiều ý kiến cho rằng, với những quy định nghiêm ngặt và khắt khe như thế này, Farm Bill sẽ là một bất lợi lớn cho hoạt động xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong thời gian tới. Việc Mỹ tăng cường kiểm tra, rà soát cá tra nhập khẩu từ Việt Nam theo quy định mới hiện nay sẽ không tránh khỏi những tác động nhất định đối với các doanh nghiệp trong ngành. Điều này dẫn đến những quan ngại về khả năng tăng trưởng của ngành hàng trong thời gian tới, nhất là tại thị trường lớn của cá tra như Mỹ. Vậy cụ thể đó là những tác động gì? Doanh nghiệp đang lo lắng những vấn đề phát sinh từ đạo luật mới áp dụng này? Phóng sự tiếp theo sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi ngay sau đây. Với tỷ trọng chiếm đến 50%, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của doanh nghiệp này. Theo đó, đại diện doanh nghiệp cho biết, khi Farm Bill được bắt đầu áp dụng từ ngày 2 tháng 8, mặc dù giá bán sản phẩm đã tăng cao do các chi phí phát sinh từ việc kiểm tra theo quy định, tuy nhiên giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp sang Mỹ cũng đã giảm từ 5 đến 8% trong tháng 8 vừa qua. Chi phí là có gia tăng đáng kể. Hiện nay cái giá mà phân phối lại của sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh tại thị trường Mỹ là đã tăng 10% so với trước đây để mà có thể trả cho những cái chi phí do cái việc kiểm soát và kiểm tra hàng tại cảng đến gây nên. Ngoài ra thì cũng có một số cái những cái thay đổi về ghi nhãn và bao bì. Về phía doanh nghiệp chúng tôi là thời gian vừa qua cũng khá mất nhiều thời gian và chi phí để mà thay đổi. Câu chuyện của doanh nghiệp này có thể xem là ví dụ điển hình cho tình hình chung của cá tra Việt Nam tại Mỹ hiện nay. Bởi theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản NaviWatt, trong danh sách 52 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu theo chương trình thanh tra cá da trơn của Mỹ, hiện chỉ có 3 doanh nghiệp là xuất khẩu được sang quốc gia này do mức thuế chống bán phá giá quá cao. Nay Farm Bill lại áp dụng quy định mới, càng khiến doanh nghiệp thêm lo lắng. Nguyên nhân là bởi, thay vì trước đây Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chỉ kiểm tra xác suất từ 3 đến 5% trên tổng lô hàng. Ví dụ 100 container chỉ kiểm 3 đến 5 công thì với đạo luật Farm Bill, tất cả các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ đều bị đưa vào kho ngoại hải quan để kiểm tra từng công. Trong khi đó, thời gian kiểm tra một container nhanh cũng phải 7 ngày, chậm lên tới 10 ngày. Thì với việc kiểm tra từng container như quy định này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch đưa hàng mà còn làm tăng thêm chi phí lưu kho cho doanh nghiệp. Có cái thuế suất thấp thì họ mới có cái cơ hội, điều kiện để mà họ có thể xuất khẩu được. Còn về mặt nguyên tắc các doanh nghiệp khác thì mặc dù thuế suất cao, về mặt nguyên tắc vẫn có thể xuất khẩu được. Nhưng mà bởi vì với cái trở ngại về vấn đề thuế suất thì họ có thể họ sẽ không mạnh dạn để mà xuất khẩu. Cho nên là cái đấy cũng là một cái yếu tố nó làm cho cái việc là hạn chế cái việc xuất khẩu của mình. Trên thực tế, dù chỉ mới áp dụng khoảng 1 tháng, nhưng việc kiểm tra các lô hàng cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ tăng 100% đã xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa. Khi các doanh nghiệp không tìm được ai hao thuận tiện cho việc lưu thông, kiểm tra hàng hóa. Cho đến nay, hiện phía Mỹ cũng chỉ có 44 cơ sở kiểm tra, số lượng này là không nhiều và lại phân bố ở nhiều bang khác nhau. Đó là chưa kể các kho này còn phải chứa các mặt hàng khác như thịt gia súc, gia cầm. Thế cho nên về lâu dài, khả năng gây ách tắc cho các lô hàng là khó tránh khỏi. Về mặt lâu dài, chúng tôi nghĩ là cũng sẽ rất là khó khăn nếu như mà hai nước không có những cái cam kết hay là thỏa thuận nhất định để đảm bảo là tự do thương mại giữa hai quốc gia với nhau, thì cái Farm Bill nó sẽ trở thành một cái cản trở. Việc cơ quan chức năng Mỹ tăng tần suất kiểm tra với cá tra Việt Nam càng khiến các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra chịu rủi ro cao hơn, bởi ngoài nguồn nguyên liệu tự nuôi được kiểm soát 100% chất lượng, các doanh nghiệp cũng mua cá từ nông dân hoặc từ các nguồn nuôi liên kết với nông dân. Các nguồn khác vẫn có rủi ro vì tình trạng nông dân sử dụng thuốc thú y để xử lý môi trường nuôi cá vẫn còn. Do đó, nếu cơ quan chức năng Mỹ kiểm tra và phát hiện có dư lượng chất cấm, nguy cơ lô hàng bị trả về là khó tránh khỏi. Khi hàng qua đến Mỹ phải đặt vào những cái kho gọi là e-house trong cái hệ thống của bên Mỹ nó quy định. Và phải kiểm lại 216 chất, trong đó là vi sinh, kháng sinh, thuốc trừ sâu. Hiện quy định cũng hơi là rất là nghiêm ngặt. Nên đòi hỏi các nhà máy ở Việt Nam phải đáp ứng. Farm Bill ấy thì nó vẫn là cái giai đoạn mà tất cả các lô hàng đều lấy mẫu kiểm tra vào Mỹ và kiểm tra tất cả các chi tiêu về an toàn thực phẩm mà phía Mỹ yêu cầu.
Theo đó, trong 7 tháng đầu năm là thời gian đạo luật chưa đi vào thực tế, nhưng giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã có sự biến động đáng chú ý. Cụ thể, thay vì tăng trưởng như các năm trước, kim ngạch sang Mỹ đã giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2016, đạt khoảng 223 triệu đô la Mỹ. Diễn biến này có thể suy diễn rằng, với việc phía Mỹ triển khai farm bill như hiện nay, có thể dẫn đến sự lao dốc của giá trị xuất khẩu tại thị trường lớn nhất này trong những tháng tiếp theo. Bởi sự chuẩn bị không thật kỹ lưỡng của doanh nghiệp, hàng hóa có thể sẽ chưa phù hợp hoàn toàn với yêu cầu từ phía nhà nhập khẩu, chưa phù hợp với các quy định của đạo luật này. Có thể là một số cái công việc xuất khẩu có thể nó chậm lại, nhưng mà chi phí có thể tăng lên. Trong thời gian đầu này, đặc biệt là từ đến cuối năm thì chắc tình hình sản xuất đi Mỹ sẽ khá là chậm lại so với bình thường, bởi vì chúng tôi cũng tránh cái tình trạng mà cái container nó đến cảng bên đó bị tắc nghẽn về kho bãi, hoặc là nhân lực kiểm soát của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ không có đủ trong thời gian đầu. Mặt khác, lâu nay phân khúc cá tra ở Mỹ có chất lượng giá bán cao hơn hẳn các thị trường khác, đã tạo dựng được mặt bằng giá cũng như hình ảnh tốt đẹp cho miếng phi lê cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, vì phải mất thời gian lưu kho lâu hơn trước, chi phí cá tra vào Mỹ sẽ tăng lên, dẫn đến người tiêu dùng ở Mỹ có thể hạn chế tiêu thụ sản phẩm cá tra. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá tra Việt Nam. Việc là cái số lượng hàng hóa nó vào thì nó có ít hơn trong cái giai đoạn đầu tiên, giờ qua cái động tác thăm dò của doanh nghiệp. Như vậy, để đưa hàng sang Mỹ, doanh nghiệp vốn đã phải gánh một bất lợi nhiều năm qua từ hàng rào thuế suất, khiến cho khả năng cạnh tranh sụt giảm so với sản phẩm nội địa của thị trường này. Thì nay lại thêm việc kiểm tra 100% lô hàng theo quy định mới của Farm Bill, cánh cửa để đưa sản phẩm cá tra Việt Nam vào Mỹ càng bị thu hẹp trông thấy. Có thể thấy bất kỳ sự thay đổi nào về hàng rào kỹ thuật theo hướng siết chặt từ phía Mỹ cũng gây tác động tiêu cực cho ngành, bởi đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam. Để tháo gỡ được những cản trở từ Farm Bill không phải là một sớm một chiều, do đó vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần phải có những giải pháp thay đổi, hướng đi như thế nào trong thời gian tới để thích ứng với yêu cầu nghiêm ngặt từ thị trường. Trả lời cho vấn đề này, mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây. Sau ngày 1 tháng 9 sẽ là một cái thời điểm mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi để trên cơ sở đó có những cái biện pháp cũng như là có những cái yêu cầu từ phía bên USDA thực hiện, nếu giả sử như là nó có những cái yếu tố về mặt do vấn đề nguồn lực hay do các cái vấn đề liên quan đến kho lạc có thể ảnh hưởng đến vấn đề cái tốc độ giải phóng hàng ở tại các cái kho mà được chỉ định. Hiện nay thì chúng ta vẫn đang tiếp tục trong cái quá trình là kết thúc cái giai đoạn chuyển tiếp ở trên cơ sở cùng với các cơ quan để làm sao để chúng ta có thể là chứng minh được cái khả năng tương đương của các cái ngành của ngành công nghiệp cá tra Việt Nam đối với trong cái chương trình của thanh tra cá tra trơn. Thì về mặt kỹ thuật thì chúng tôi tin tưởng rằng là Việt Nam là có thể đảm bảo được các yếu tố liên quan. Ở đây vấn đề chỉ còn lại là các yếu tố về mặt chính trị, ở khía cạnh về vấn đề bảo hộ, nhất là trong cái điều kiện là hiện nay nước Mỹ đang có những cái dấu hiệu rất là khó về vấn đề bảo hộ mậu dịch. Cái sản phẩm của mình và cái việc sản xuất ra sản phẩm đó thì mình muốn xuất khẩu, mình vẫn phải thực hiện đã. Và cái việc đấu tranh, cái việc mà phân tích, cái việc kiện tụng là cái việc sau chúng ta tiến hành song song. Nhưng mà trước hết muốn xuất khẩu đi thì phải đáp ứng yêu cầu của Mỹ. Naviquat thì cũng đã rất tích cực trong chuyện làm việc với phía Mỹ. Tuy nhiên là các cái cơ quan khác của địa phương ấy, thì tôi cho rằng là thông tin hiện nay là chưa rõ ràng, cho nên cần phải cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước địa phương, các doanh nghiệp và đặc biệt là những người nuôi để mà đáp ứng được tốt hơn các cái yêu cầu của phía Mỹ. Còn cái việc mà doanh nghiệp á, doanh nghiệp chế biến á, thì chúng ta đã quen với những cái thách thức này rồi. Nhưng người nuôi là trước nay là ít chịu cái tác động hơn. Thị trường Mỹ hiện nay là chiếm hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Nếu mà thị trường Mỹ mà có vấn đề gì, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với những cái thị trường khác, cũng giống như là cái áp lực đối với lại cái nguồn cung, cho cái nguồn cung trong nước của chúng ta. Thành ra là chúng tôi cần rất là cần sự hỗ trợ của nhà nước để mà tháo gỡ những cái khó khăn về mặt rào cản thương mại như là farm bill. Chúng ta không củng cố về mặt chất lượng thì tôi nói lâu dài nó sẽ là coi như một cái nguy cơ rất là thiệt hại cho ai, cho cả ngành ở đây là
nhà chế biến xuất khẩu, người nông dân nuôi trồng. Chúng ta cũng sẽ tăng cường cái vận động hành lang đối với các giới chức và cũng như các cái đối tác của Hoa Kỳ để làm sao mà các cái giới chức cũng như là các cái cơ quan chức năng của Hoa Kỳ thấy rằng là cái chương trình giám sát cá da trơn này là vô lý và nó tốn kém, không cần thiết, để hướng tới là bãi bỏ và đồng thời là không nhân cái mô hình này là cho sang đến tôm và các cái sản phẩm khác. Thì đây là cái vấn đề chúng ta phải ngăn chặn và chúng ta phải đấu tranh rất là mạnh. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website bitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính BITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.